sẽ thử từng chương một và 2000C. Đêm đêm tôi vẫn về bên mùi hương hoa sương, nâng niu cây đàn điều hiu thương mối tình đầu, vờ vờ tiếng đàn lời ca em về đâu, đàn ngấm lên buồn tanh rớt rơi cùng sầu, hương lâng lâng tanh cặp loa em sẽ chuyển về cho bác khách ở Lý Nhân Hà Lam, anh Hiệp nhé, cảm ơn anh Hiệp. Em sẽ chuyển xe ngay trong sáng ngày hôm nay, chắc là sang chiều bác sẽ nhận được hàng. 2000C đẹp, tuyển xuất sắc các bạn. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm và ủng hộ. 2000C sẽ đóng liên tục các bác nhá. Bên em thì những ngày này thì cố gắng hết mức chia sẻ ra, mỗi anh em thợ một khâu. Đấy, chiều nay có khả năng sẽ tập kết tất cả các anh em vào để đóng hàng trả các bác. Buổi sáng ngày hôm nay thì riêng Bắc Bình bên em thì chỉ đóng những cái đơn gửi theo ô tô nhanh nhất. Đấy, còn là đóng bưu thì số lượng vẫn rất là nhiều, đóng bưu điện gửi đi rất nhiều, cho nên chiều nay phải huy động tất cả các anh em đóng hàng trả đơn các bác theo đường bưu điện. Em xin tạm dừng video ở đây.